Ok, hello, chào tất cả mọi người tới quay trở lại với kênh channel của mình. Thì mình là Sita đây. Ok, thì có khá nhiều bạn có bình luận hỏi mình là mùa này mình có leo top silver hay không, thì cũng như là có leo thách đấu vào mùa hay không. Thì trong clip này mình sẽ nói rõ cho anh em hiểu cũng như là tại sao là như vậy. Đó, thì đầu tiên thì chắc có lẽ là mình sẽ nói về cái vấn đề là mùa giải ngày này trước đi. Thì mùa này thì mình không có lên được thách đấu nha anh em, mình không lên được thách đấu. Mùa này thì đầu mùa thì anh em cũng thấy rồi đó, thì leo nó khá là khó, với lại là tinh thần chưa vững anh em à. Đó, thì thêm một số chuyện nữa là có một số cái nhân tố nó tác động vào nữa, nên mình không có tinh thần nên để mình leo trong cái mùa này, nên chỉ có thể là leo huyền thoại cái mùa này thôi. Đó, mình đã để sẵn cái huyền thoại đây rồi, thì mùa nào mình cũng leo hết trơn á. Chung thì nó khá là khó khăn trong mùa này. Đó, thì đấu thì mùa này chớt rồi nha anh em. Ok, thì để mà cho đem đỡ nhàm chán hơn thì mình sẽ bật cái đoạn highlight của hồi mùa 18 cho anh em xem. Đó, thì mình đã leo từ có thể là mình đã leo ra thách đấu từ lúc mà anh em mới biết tới mình tới bây giờ. Nói chung là khá là lâu rồi nha anh em. Rất là lâu rồi. Thì mình leo từ hồi năm ngoái tới giờ đó. Năm ngoái giờ tầm đâu đó thì tầm khoảng là từ mùa 16 á, 15 16 tới bây giờ rồi. Đó, thì từ mùa đó tới giờ thì mùa nào mình cũng lên được thách đấu cả. Chỉ có duy nhất mùa này thôi. Đó. Còn mấy hôm bữa thì anh em có hỏi mình là mùa tiếp theo này mình có lên thách đấu hay không. Thì mình xin trả lời với anh em luôn, thì có thể là mùa tiếp theo này, tức là mùa 22 này mình sẽ không lên thách đấu, cũng như là không có livestream leo top server cho anh em xem được. Đó, thì mong là mọi người đừng buồn nha. Thì không có mùa này thì chúng ta vẫn có mùa sau mà, đúng không? Đó, thì tại vì một lý do đó, như anh em cũng đã biết, thì hiện tại là dịch bệnh Covid-19 đó, nó đang diễn ra rất là phức tạp, thì anh em không thể nào mà đi net được. Đó, thì mình đã tham khảo trên tất cả những cái địa điểm rồi, thậm chí là Cần Thơ hoặc là ở dưới quê mình luôn. Cần Thơ thì chắc chắn là không được rồi, tại vì Cần Thơ thì hiện tại đang có ca nhiễm đó. Còn Hậu Giang thì chúng ta thì cũng có, nhưng là cũng có gần tới rồi anh em à. Gần tới rồi thì đó là lý do mà người ta không cho mình mở tiệm net anh em. Đó, thì mình thì mình chơi PC và livestream mình cũng là chơi trên PC luôn. Điện thoại thì mình chơi cũng được đó, nhưng mà điện thoại mình nó lắc lắm. Với lại là khi mà chơi điện thoại thì chúng ta sẽ không có livestream được, tại vì điện thoại mình nó rất là yếu. Đó, thì thật ra thì nói chung là mình chơi thiết bị nào cũng được, hàng ngày mình có thể làm video cho anh em xem được đó là một cái điều rất là may mắn rồi. Thì điện thoại mình nó khá là yếu nha. Đó, thì đây là cái đầu highlight mà mình chơi từ hồi mùa 18 nha anh em, hồi mùa 18. Rồi lúc đó thì còn anh em đông đủ này kia, rồi chơi trong quân đoàn này kia các kiểu. Đó, thì chơi rất là vui luôn. Thì từ cái thời mà còn cái ngày bùa gia anh em. Đó, thì không là anh em hiểu cho mình nha. Thì nói chung là không có cái gì quá là nhiều đâu. Thật ra thì chung là không leo thì cũng được đó, nhưng mà mình thật sự là rất là buồn. Thì mặc định là anh em biết tới mình là nhờ những cái đoạn video gọi là leo ganh với lại là leo top server đầu mùa á, thì rất là nhiều anh em theo dõi mình từ những video đó, nên tự nhiên bây giờ lại là không leo nữa, thì nó rất là mất cái sự tự nhiên của một cái người mà đáng lẽ ra là đang làm một cái công việc gọi là nó theo một cái dạng như là theo một cái thứ tự đó, nhưng mà bây giờ thì không làm nữa, thì rất là buồn luôn. Thì mong anh em hiểu cho mình nha, tại vì nhà mình không có điều kiện để mà sắm PC, nên mà thì mình sẽ cố gắng đi làm một khoảng thời gian để mà dạng như là mình sẽ trang trải để kiếm để mà thu nhập, để mà có thể là sắm về một cái dàn PC nó tạm được, để mà làm clip cho anh em xem cũng như là livestream hàng ngày để cho anh em chơi cùng đó. Thì không livestream được thì mình rất là buồn. Thì mình không livestream được thì tất nhiên là chỉ có thể là nói chuyện với anh em qua những cái đoạn video thôi, và trò chuyện với anh em bằng những đoạn dòng comment đó, thì nó hơi nhưng này không được rõ cho lắm, thì nhiều rất là nhiều comment nên mình không thể nào mà trả lời cụ thể hết cho anh em được. Thì vậy nên mình mới bảo cho anh em là cái nào mà anh em không hiểu á, thì anh em có thể là comment để cho mình trả lời. Thì đôi khi mình cũng không có thời gian để mà mình đọc comment nữa. Có mấy hôm dạo gần đây thì mình khá là bận nên không có thể nào mà trả lời hết comment cho anh em được, nên có một số comment á là mình chỉ thả tim với lại like thôi. Thì mong anh em đừng buồn mình nha. Thì nếu mà mình có thể là trả lời comment được thì mình đã trả lời cho anh em rồi, chứ mình không có để là cho anh em là đợi mình vậy đâu. Đó, thì nói chung là mình không muốn tìm mày xảy ra chuyện nào cả, nhưng mà thật sự là phải làm thôi anh em à, tại vì đây là quy định của nhà nước đưa ra rồi đó. Tại vì dịch, nếu mà anh em cũng biết á, mùa này
đáng lẽ ra là mình mùa trước á, mùa trước là mình có thể mình sẽ đấu, nhưng mà dịch nó không diễn qua diễn biến phức tạp thì mình có thể là lên Cần Thơ mình chơi trong cái nét Cần Thơ thì nó sẽ ok hơn. Thì mình live stream cho anh em xem từ hồi mùa đâu, từ lúc mà kênh mình chưa ai biết hết á, từ lúc mà kênh mình còn đâu tầm khoảng vài trăm sub tới lúc mà giờ kênh mình cũng được một mớ rồi, chứ không phải quá nhiều, nhưng mà cũng dạng như gọi như là một cái sự phấn đấu rất là gian khổ đó. Thì thật ra thì anh em biết đó, mình chủ yếu qua những đoạn livestream leo ganh thôi, giờ không leo ganh nữa thì có thể là nhiều bạn sẽ chán rồi, nhiều ông sẽ bỏ tôi mà đi, thì đó thì tôi cũng khá là buồn, nhưng mà bạn nào mà thông cảm cho tôi thì có thể là hiểu được cho tôi lần này, hoặc thậm chí là có thể là lần sau hoặc là vài tháng nữa. Nói chung là tôi sẽ cố gắng hết sức để đi làm để mà kiếm tiền, để mà có thể là sắm thiết bị về livestream cho anh em xem, tôi hứa luôn. Trừ khi là có một cái gì đó xảy đến với tôi thì cái đó thì tôi không thể nào mà biết được. Nói chung là mong là mấy ông hiểu cho tôi nha. Thì trong video clip này chủ yếu là nói về cái vấn đề tôi ngày hôm nay là có được ngày hôm nay là nhờ mọi người đó. Đó thì mùa này thì mình sẽ không leo đâu nha. Mùa này mình sẽ không leo, mình sẽ leo giữa mùa. Và nếu mà được thì mình sẽ làm kinh nghiệm leo ganh cho anh em ở giữa mùa luôn. Đó thì nói chung là cũng rất là đơn giản, leo ganh không có gì khó cả, chỉ là anh em có dám đánh đổi thời gian của anh em để mà anh em leo hay không thôi. Và có một cái điều nó khá là cấm kỵ và anh em tuyệt đối đừng có vướng vào á, là khi mà leo ganh thì anh em đừng có nên là mất kiên nhẫn nha. Nếu mà anh em mất kiên nhẫn là thua, cái gì cũng không làm được cả. Mùa có thể nói là mùa này, hiện tại mùa 21 này mình lý do mà mình không leo lên được hết đấu cũng có thể là do khả năng là mình mất kiên nhẫn trong cái những cái trận đấu nên mình không thể nào mà leo được nó, thì rất là khó luôn. Thì mình bắn như thế nào anh em cũng hiểu rồi, nhưng cái vấn đề đây là mình không có thể nào mà bắn được cho anh em xem luôn, tại vì cái tình huống này nó rất là khó khăn lắm luôn á. Nhà nước quy định là không cho mở đường nét thì làm sao mà cho anh em phải là có quán nét mà cấm được, đúng không? Thì không biết là mấy chỗ mấy bạn thấy thế nào, không biết là chỗ mấy ông thấy thế nào, mà chỗ tôi là vậy rồi. Mùa trước thì tôi còn cố gắng, tôi còn được chơi được 24 giờ, chỉ là leo được kim cương 4 thôi, thì cuối mùa tôi mới leo được điện thoại á. Thì mấy ông cũng biết rồi đó, tại chiến thì tôi cũng mới leo lên được hôm qua thôi, thì tôi có đăng bài đăng cho mấy ông xem rồi đó. Thì còn những cái vấn đề mà đi khác liên quan thì có thể là tôi sẽ làm thêm thử thông báo trên tháp cộng đồng sau đó. Thì nói chung là mấy ông có thể là theo dõi tôi, nếu mà muốn cập nhật tin tức thường xuyên thì mấy ông hãy bật nút chuông lên. Thì chú ý là trong thời gian mà tôi không leo anh được thì có thể tôi sẽ làm clip cho mấy ông xem, thì nó vậy đi nó dễ nha. Rồi đây là đoạn highlight của tôi đó, đây là đoạn highlight đầu mùa của tôi, nếu mà mấy ông không chơi thì có thể xem lại những đoạn highlight mà từ thời mà tôi leo ganh tới giờ á. Năm mốt tôi sẽ vậy như là tôi sẽ tổng hợp lại một cái clip đầu tầm tiếng mấy á, tôi sẽ làm một cái clip đó để mà tổng hợp lại tất cả những mùa mà tôi đã từng leo top server cho mấy em xem. Nếu mà mấy ông nào thích thì có thể là comment cho tôi biết nha. Nói chung là giờ tôi cũng chả biết nói gì cả, chung nãy giờ nói liên thiên thì tôi cũng không biết là tôi đang nói gì luôn đó. Thì mùa này là đeo mùa này là mùa 18 nha anh em, thì mùa 18 là đeo lên được tầm đâu top 86 á, top 86 trong 24 tiếng đầu tiên nha. Nói chung là chưa tới 24 tiếng, tầm 19 tiếng nè, top 86. Thời đó thì vẫn còn những cái người bạn tri kỷ. Nói chung là trận những trận mà trong mùa 18 này tôi đeo rất là ít gãy, nên việc mà gặp những cái gọi là sao ta, gặp những tình huống trừ điểm nhiều thì rất là ít, nên là trong 24 tiếng tôi leo lên được top 86 luôn. Còn mấy mùa sau thì lên tầm top 100 mấy, mấy ông bảo tôi là bắn gà lại rồi, mất kiên nhẫn rồi. Ok thì cũng tạm tạm thôi anh em ạ. Đó thì rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe cũng như là theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Thì anh em mà yêu mến mình thì nhớ là ủng hộ mình tiếp tục để mà trên con đường này nha. Ok đó thì tới 86 nha em, 86 là tuổi mùa 18 nha, đây là từ năm 2020 rồi, 16 tháng 10, 16 tháng 10 đến 22 tháng 3. Ok thì bye bye mọi người nha.